xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Future News. Mở đầu phần 2 là bản tin 1 triệu người Pháp bỏ thuốc lá vào năm 2017. Thưa quý vị, bánh ngọt, rượu vang là những người sành điệu hút thuốc lá, là hình ảnh văn hóa đặc trưng của nước Pháp suốt nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi bởi thuốc lá đã mất dần chỗ đứng. Nghiên cứu mới của Bộ Y tế Pháp chỉ ra năm 2017 là 1 triệu người dân nước này đã từ bỏ thuốc lá. Cụ thể, Pháp ghi nhận 26.9%, tương đương 12.2 triệu người trưởng thành tuổi từ 18 đến 75 hút thuốc hàng ngày. Năm 2016, con số này là 29.4%, tương đương với 13.2 triệu người. Theo ước tính của giới chức, mỗi ngày 200 người Pháp chết vì thuốc lá. Để giảm số người hút thuốc, chính phủ nước này đã ban kế hoạch quốc gia về phòng chống thuốc lá. Các biện pháp đưa ra bao gồm thay đổi bao bì thuốc lá cho ít bắt mắt hơn, cấm thêm hương vị phụ gia vốn được giới trẻ yêu thích, và đặc biệt là tăng thuế. Tháng 3 năm nay, doanh thu thuốc lá tại Pháp giảm 20% ngay sau khi giá bán lẻ tăng lên 1 euro mỗi bao thuốc. Anh là người anh không hút thuốc thì chắc anh cũng đậu kè mới thế này phải không anh? Nói với cái vấn đề mà nó lên thuốc quá nhiều như vậy thì mình cũng ảnh hưởng đến người dân rất là nhiều chứ. Ảnh hưởng tới em. Tại vì hồi xưa nhớ là như là có 1-2 đồng gì một gói phải không? Hồi trong xưa một cái đây khoảng 10 năm thôi. Hồi xưa khoảng 2 đồng mấy một gói. Dạ. Yeah. Bây giờ là bao nhiêu? 7, bây giờ khoảng 5, 6 đồng gì phải không? Yeah. Nếu mà thoải mái này vô. Mua cái xăng thì khoảng 7 đồng mấy một bao thuốc. Dạ, yeah, thành ra là cũng ảnh hưởng tới cái túi tiền, cái đồng lương, cái đời sống sinh hoạt của những người dân chứ. Nhưng mà em nghĩ là lên, thí dụ mà lên 1-2 đồng thì cái người mà hút thuốc nói chung mà như em đó thì cũng khó bỏ lắm. Thí dụ mà anh lên gấp đôi thì người ta còn suy nghĩ. Chứ lên 1-2 đồng thì anh hiểu em nói không? Thì cái hút thuốc không phải là một cái em nghĩ nó không phải là ghiền nữa mà là thì cái đó, bây giờ tính đi, từ 2 đồng mấy giờ tính gần 7 đồng lên gấp 3 lần rồi. Mà có suy nghĩ không? Không. Không. Em đã cố bỏ luôn nhưng mà cái bỏ thuốc hơi khó anh. Có em nhớ có lần là năm 2005 em có về Việt Nam thì cái chuyến bay về Việt Nam nó dài quá đi. Thì mình ghiền thuốc quá anh hiểu không? Thì mình qua Nhật rồi thì mình thấy dân người ta hút thuốc, mình có đâu dám đâu. Cái xuống phi trường Việt Nam thì ghiền thuốc quá. Không phải chờ phải ra ngoài xếp hàng để đi ra ngoài đường mới được hút, thì tự nhiên thấy ông công an ngủ hút thuốc ngay trong sân bay luôn. Nói, ôi trời, cảm ơn anh, mừng quá trời, anh hút thuốc là mình có quyền mình hút rồi đó. Ở Việt Nam thì làm gì cũng có thể hút thuốc được hết á. Anyway, có một người một tay thì làm một tay hút thuốc như thường, đúng sao hết. Nhà hàng, khách sạn, tất cả chỗ nào anh cũng hút thuốc được hết. Thưa quý vị, trong khi đó thì về vấn đề thực phẩm thì theo bản tin ngày hôm nay cho biết là một cái thống kê mới nhất đưa ra để có thể cảnh báo với lại toàn nhân loại, đó là cái số lượng thực phẩm để cung cấp cho người con người của chúng của mình đó, sống ở trên trái đất này, nó sẽ phải tăng lên khoảng 70% cho đến năm 2050 cần thiết để có thể feed cho, tức là để mà cung cấp cho khoảng 2.5 tỷ người gia tăng nữa. Tức là từ giờ cho đến năm 2050 đó thì người ta dự định là khoảng 2.5 tỷ người sẽ gia tăng. Như vậy thì cái số lượng mà thực phẩm sẽ tăng lên cái con số như vậy để đủ mà cung cấp cho những người đó, cho cái số lượng mà gia tăng đó. Thành ra là trong tương lai đó, thực phẩm cũng sẽ bị khan hiếm, rồi nước nôi, rồi thịt thà nữa cũng sẽ bị khan hiếm và mắc mỏ. Cho nên là tại sao mình không dùng những cái thực phẩm thiên nhiên. Thì thưa quý vị, có một cái nhóm người nghiên cứu về thực phẩm đó, họ đã nghiên cứu từ rất là lâu ở tại Hoa Kỳ và họ đã đưa ra một kết luận vào sáng ngày hôm nay là trong tương lai thì cái loại rong đó nó sẽ nắm cái vai trò rất là lớn trong cái thực phẩm của con người của chúng ta. Là tại vì thưa quý vị, ở tại trên trái đất này đó thì nước, cái tỷ lệ nước chiếm rất là nhiều, 70%. Nhưng mà trên những cái vùng mà có nước, chẳng hạn như là biển hoặc ao hồ hoặc sông hoặc bất cứ những cái nơi nào có nước đều có thể có rong nó sinh sống ở trong đó một cách tự do mà không có ai sử dụng đến nó cả, mặc dù là nó có nhiều chất protein tốt ở trong đây để giúp cho sức khỏe nhưng mà không ai đụng tới nó cả, ít lắm. Cho nên là bây giờ nó theo cái nhóm nghiên cứu này, họ nói là từ bây giờ họ sẽ nghiên cứu thêm nữa để làm sao có thể tận dụng được tất cả những cái loại rong biển, kể từ rong biển rồi rong rêu ở trong hồ cũng có thể thu hoạch về rồi từ đó chế ra thành thực phẩm để mà ăn. Thì đó là cái cách mà người rằng là
sẽ cung cấp cho con người của chúng ta trong tương lai để hồng có thể giảm bớt cái vấn đề mà tận diệt những cái loài mà động vật nhiều quá để lấy thịt làm thực phẩm chúng ta từ giờ cho đến năm 2050. Kinh lớn. Em thấy cái hình cô này có cái tay với cái rong biển ở trên. Cái rong biển đấy. Em nhớ đường rong biển mình sushi mình ăn hang lắm. Sushi với là đồ Hàn Quốc thì người ta ăn rong nhiều. Đúng rồi. Còn anh nói là khan hiếm thực phẩm. Anh nói khan hiếm thực phẩm thì em nhớ là người Mỹ này người ta waste cái thực phẩm rất là nhiều. Ví dụ như ở trong trường của vợ em là cô giáo, thì có vẻ kể là thí dụ anh đi học, anh lấy một đĩa đồ ăn. Cái bữa đó cái người học sinh đó không muốn ăn thì người ta không lấy, nhưng mà trường học bắt buộc phải anh phải đĩa đồ ăn đó. Anh lấy rồi anh đổ đi. Anh không ăn nhưng mà anh lấy nhưng mà anh phải đổ đi. Cái đó anh phải làm. Lý hả? Em bởi vì em không hiểu tại sao. Giống như cái cửa tiệm bán thí dụ bánh mì đi. Tới 6 giờ thì họ đóng cửa, 5 giờ rưỡi rồi họ còn cả 50 ổ đó. Vâng. Họ làm cái gì? Thay vì họ bán rẻ, họ bán tháo bán để cho rồi, họ không. Họ để đó xong cuối cùng đóng cửa họ đem đi họ đổ. Yeah. Em thấy những cái chợ nó vậy đó anh. Em đó không biết là tại sao mà anh là cái kiểu Mỹ là như vậy. Không, cái này là cái thống kê mà họ nói chung chung trên trái đất á. Ok. Dạ, tức là số lượng người trái đất thì chỉ có như đó thôi. Vâng. Nó không có nở to mà con người thì càng ngày càng phát triển ra, thành ra đất dành cho người sống nó sẽ bị thu hẹp lại. Mà cái số lượng thực phẩm cần cho những người tăng lên nó lại tăng nữa, giờ lấy đất đâu để mà nuôi, để mà trồng, đại khái là như vậy. Vâng, bản tin kế tiếp là nói về sở thú Bear Grylls chào đón một chú bê trắng. Sở thú Bear Grylls của CBA vừa chào đón tuần này một trong những loài động vật quý hiếm nhất của thiên nhiên là một chú bò rừng trắng. Con vật này được một số bộ tộc người Mỹ bản địa coi là thánh. Chú bò rừng được đặt tên theo nữ. Chú bò rừng con được đặt một tên nữ theo tiếng Slav truyền thống Dusanka, có nguồn gốc từ Dusa có nghĩa là linh hồn. Dusanka đã được nuôi dưỡng bởi một con bò rừng trắng khác tại sở thú Chauvin đến từ năm 2007. Con bê hiện khỏe mạnh và đã nặng 40 kg. Một con bò rừng trưởng thành có thể nặng hơn 600 kg. Hiệp hội Bison quốc gia Hoa Kỳ ước tính rằng chỉ có 1 trong 10 triệu ca sinh bò cái sinh ra một con bê màu trắng. Do đó, dù hàng triệu con bò rừng bison lang thang khắp Bắc Mỹ, sự xuất hiện của một con bò rừng trắng rất hiếm và người Hoa Kỳ bản xứ coi chúng là thánh và là một dấu hiệu may mắn. Thưa quý vị, bước sang một bản tin khác liên quan đến tiểu bang Vermont của Hoa Kỳ. Vào ngày thứ Tư, cách đây 2 ngày, thì vị thống đốc của tiểu bang này đó là Phil Scott vừa mới ký thành luật, một cái luật nghe cũng rất là buồn cười nhưng mà cũng tốt cho những người nào mà muốn chu du đây đó để đi làm ăn. Thì thưa quý vị, tại cái tiểu bang này đó, chính phủ của tiểu bang đồng ý trả cho những người nào mà đến đây sinh sống và làm việc ở những cái nơi mà xa xôi hẻo lánh 5.000 Mỹ Kim, khoảng từ 5.000 cho đến 10.000 Mỹ Kim mỗi năm để có thể giúp cho họ trang trải cái vấn đề sinh sống, sắm sửa, rồi ăn uống, đại khái như vậy. Thì nói tóm lại là thưa quý vị, với cái mục đích này đó thì họ muốn đưa người dân của Hoa Kỳ về tiểu bang này sinh sống nhiều hơn, tại vì đây là một tiểu bang rất là nhỏ và cái số lượng người lớn tuổi rất là nhiều. Trong khi đó thì người mà mua vào cái tiểu bang này thì ngày càng hiếm hoi, cho nên cái số lượng dân chúng nó càng ngày càng đi xuống và đất đai thì cũng còn rất là nhiều, và nhất là những cái vùng xa xôi hẻo lánh. Thành ra là chính phủ đang muốn kêu gọi những người nào mà đang có ý định là dời đến một cái nơi nào đó tĩnh lặng hơn và muốn xây dựng một cái hạnh phúc gia đình, một cái tổ ấm, một cái nơi xa xôi nào đó để hy vọng dư giả rồi chút đỉnh đó, thì có thể đến tiểu bang này. Chỉ cần chứng minh cho chính quyền của Vermont biết là quý vị làm việc sẽ sống và làm việc full time ở tại tiểu bang này. Rồi ngoài ra thì phải cho biết xác nhận mình là cái người từ tiểu bang khác chứ không phải là người đang sinh sống ở Vermont, thì quý vị sẽ nhận được cái số tiền khoảng từ 5.000 cho đến 10.000 mỗi năm để có thể phụ giúp cho quý vị trang trải trong khi sinh sống ở tại đây. Phải nói đây là một cái luật mà rất là lạ, cũng rất là buồn cười, là tại vì mời đến đây để sống và trả tiền cho những người nào đó từ tiểu bang khác đến Vermont để sinh sống, thì đây là một cái chủ trương mới của chính quyền tại tiểu bang Vermont. Anh thấy hình ảnh nó đẹp quá hả? Nó thơ mộng ha. Nó có thể hoang sơ. Anh có nghĩ là anh tới đây sống không? Ôi trời ơi, chắc buồn lắm. Vâng, đúng rồi đó. Em ha. Thí dụ nhiều người nói ồ
sống hoang dã hay là trở về thiên nhiên, chứ em sống kiểu đó không được. Đô thị lúc nào cũng vẫn hào nhoáng hơn. Bước ra đường thấy con người là em vui rồi. Vâng, thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Feature News với Kinh Luân và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị trong chương trình lần tới. Xin chào. Xin chào quý vị.